để thuê người giải mã, nghe lén video call của người dùng. Bloomberg mới đây tiết lộ rằng, Facebook đã trả tiền cho hàng trăm chuyên gia về âm thanh dưới dạng hợp đồng nhằm mục đích diễn giải các clip âm thanh, video call của người dùng mạng xã hội. Theo lời những người này kể lại, họ được giao cho công việc diễn giải, phân tích các đoạn ghi âm mà không hề biết âm thanh này được ghi lại ở đâu, hay thu được như thế nào. Tuy nhiên do Facebook trả họ một số tiền hậu hĩnh, nên những người này vẫn chấp nhận thực hiện, đồng thời tránh lộ danh tính vì sợ mất việc. Đôi khi trong các đoạn hội thoại của người dùng xuất hiện những từ ngữ thô tục, các câu chửi thề, song họ vẫn diễn giải đầy đủ dù không biết tại sao Facebook lại cần điều này. Về phía Facebook, mạng xã hội này cũng thừa nhận từng có hoạt động nghe và diễn giải các đoạn hội thoại nhưng có kèm theo sự cho phép của người dùng. Facebook cũng nêu rõ rằng hoạt động này hiện đã chấm dứt. Trước đó ít ngày, Facebook vừa phải trả một khoản phạt kỷ lục lên tới 5 tỷ đô la Mỹ cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ vì lạm dụng dữ liệu cá nhân của người dùng.